Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Elizabeth Truss đã ký biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland UKVFTA, tạo cơ sở để hai nước tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để ký kết chính thức. Vào 21 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2020, theo giờ Việt Nam, Hiệp định UKVFTA đã được đại diện ủy quyền là đại sứ của chính phủ hai nước chính thức ký kết tại London, Vương quốc Anh. Hiệp định được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp khuôn khổ thương mại song phương Việt Nam-Anh. Về cơ bản, các nội dung thuộc diện điều chỉnh của UKVFTA cũng tương tự EVFTA, gồm thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, các rào cản kỹ thuật trong thương mại dịch vụ, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, pháp lý, thể chế.